xem thử tìm bắt đầu nghịch đảo của ma trận vòng cấp 3 như thế nào. Bấm 4 để nhập ma trận nè. Ma trận A chẳng hạn, 1 3 dòng 3 cột. 102 2 trừ 13 418 8. Bấm phím AC. Bây giờ gọi cái OPTN, gọi mặt trận A ra số 3. Bấm x mũ trừ 1. Và như vậy chúng ta đã có mặt trận nghịch đảo rồi. Trừ 11 2 2 trừ 4 0 1 6 trừ 1 trừ 1.